Và cái điều này thì thật sự rất là quý hiếm trong cái môi trường của thế giới hiện tại bây giờ đó quý vị. Tại vì hôm vừa rồi mình có coi thời sự đó thì cũng biết được rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thống kê thì có đến 99% dân số toàn thế giới hàng ngày phải hít thở cái bầu không khí ô nhiễm và độc hại. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đà Lạt lại tiếp tục có một ngày gió to, bầu trời âm u và có những hạt mưa bay bay nhỏ thôi, nó đọng trước kính ô tô đó quý vị nè, nhìn cũng khá là đẹp đấy chứ. Nói chung Đà Lạt bất kể thời tiết như thế nào nó cũng đẹp hết và nó cũng thú vị hết đấy quý vị ạ. Với cái thời tiết như thế này và với một cái nhiệt độ se se lạnh 15-16 độ C đó quý vị ha, thì chúng ta đến Đà Lạt trùm mền và ngủ một giấc thật là say, thật là ngon và không muốn dậy luôn đấy. Và khi tỉnh dậy thì thấy tinh thần nó rất là sảng khoái, ra ngồi ở hàng quán nhâm nhi một ly cà phê rồi cứ ngồi ly đó, ngồi thư đó và không muốn rời đi đấy. Tự nhiên đến Đà Lạt thì quý vị sẽ thấy nhịp sống nó chậm lại hẳn và con người nó thoải mái hẳn ra. Còn ở những thành phố công nghiệp đó quý vị ha, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, quý vị ăn sáng cũng vội vàng, uống cà phê cũng vội vàng, thậm chí chỉ được 5 phút, 10 phút thôi. Thậm chí là uống một ngụm cà phê mà chưa kịp thưởng thức cái vị cà phê nó như thế nào thì chúng ta đã bị cái nhịp sống nó cuốn chúng ta đi rất là nhanh rồi. Và đôi khi chúng ta cần phải sống chậm lại, cần phải có một chút gì đó suy tư để tìm lại chính mình, thì Đà Lạt là nơi thích hợp nhất để cho quý vị anh chị và các bạn tìm đến đây để sống chậm đó quý vị ha. Và cho dù cái tâm trạng của quý vị như thế nào, đang tức giận, đang buồn bực hay đang hưng phấn, đang vui mừng tột độ, thì khi đến Đà Lạt đó quý vị, với một cái khung cảnh, một cái khí hậu mát mẻ, còn với nhịp sống nhẹ nhàng ta và chậm như thế này á, thì nó cũng làm cho tâm trạng của chúng ta trở nên ổn định hơn. Cho dù có hưng phấn như thế nào thì Đà Lạt sẽ điều tiết lại cái nhịp sống, cái nhịp suy nghĩ và cái tâm trạng của chúng ta, nó cân bằng nhất đó quý vị ha. Không tin thì quý vị cứ đến đây và cảm nhận. Mình cũng vậy thôi quý vị, lâu lâu cũng có những cái tâm trạng không vui, cũng cảm thấy bực bội, thậm chí nhiều lúc có cái gì đó tức giận nếu như mình không hài lòng. Nhưng mà những cái tâm trạng như vậy nó tan biến đi rất là nhanh đó quý vị ha. Nói hồi nãy giờ mà mình quên giới thiệu, thì hồi nãy mình đi từ khu vực Hồ Tuyền Lâm để về trung tâm thành phố Đà Lạt đó quý vị ha. Và đây là con đường Triệu Việt Vương. Mình quay từ ngoại ô cho đến những con đường trung tâm của thành phố, để cho quý vị anh chị và các bạn biết được cái nhịp sống của thành phố Đà Lạt nó như thế nào. Nói chung cũng có nhiều người biết rồi, nhưng mà đâu phải ai cũng biết đâu, cũng có nhiều người chưa biết đó quý vị ha. Và hôm nay chúng ta vừa đi vừa tâm sự, vừa chia sẻ với nhau, thì cũng có nhiều vị khán giả, đặc biệt là những cái cô chú, những anh chị đang ở nước ngoài, đang định cư ở nước ngoài đó quý vị ha. Chúng ta gọi chung là bà con Việt Kiều định cư ở châu Âu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ, thì các cô chú, các anh chị cũng có tâm sự rằng và thắc mắc với một cái nguồn lương hưu được chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho tầm khoảng một tháng là 1.500 đô. Nếu như mà một cái nguồn lương như vậy
về Đà Lạt định cư mà không cần phải sở hữu tài sản, không cần phải mua nhà, về Đà Lạt để mà nghỉ dưỡng đó quý vị, thuê nhà thôi ha, thì sống có thoải mái không? Nếu như mà một cái nguồn lương tầm khoảng 1.500 đô ở bên Mỹ á, thì khá là nhỏ, tại vì cũng có nhiều người tâm sự rằng với cái khoản tiền như vậy ở Hoa Kỳ á, mức sống rất là cao, phải chi tiêu dè sẻn, thắt lưng buộc bụng, thậm chí còn thiếu trước hụt sau nữa. Nhưng mà 1.500 đô so với tỷ giá Việt Nam hiện tại bây giờ, nếu như mà đổi ra thì tầm khoảng gần 35 triệu đó quý vị ha. Và 1.500 đô đó thì ở Mỹ là mức thu nhập bình thường, thậm chí là thấp nữa. Nhưng mà đổi ra 35 triệu mà sống ở Việt Nam á, thì đây là một cái nguồn thu nhập khá là cao, đáng phải mơ ước của nhiều người đó quý vị. Nó gấp đến 5-6 lần so với mức thu nhập của những người lao động bình thường ở Việt Nam. Tại vì sao mà 1.500 đô ở bên Mỹ á, thì phải thắt lưng buộc bụng và thiếu trước hụt sau, thì chúng ta nghĩ đơn giản thôi, một tô phở ở bên Mỹ có giá tầm khoảng 10 đô, nhưng mà ở Việt Nam thì có giá tầm khoảng 2 đô thôi. Đấy, nó gấp đến mấy lần luôn. Mức sống ở bên Mỹ nó khá cao, chi phí cái gì nó cũng đắt đỏ. Chính vì vậy mà nó thiếu trước hụt sau là đúng rồi. Nhưng mà với một cái nguồn tiền như vậy về Việt Nam sống cũng như muốn đến Đà Lạt sống á, thì rất là thoải mái luôn quý vị ha. Chúng ta cũng không cần phải mua nhà, mua cửa gì cả. Thuê nhà thôi quý vị. Một căn nhà nguyên căn thuê thì một tháng có giá tầm khoảng dao động từ 3 triệu rưỡi cho đến 10 triệu. Đấy, tùy theo tình trạng của ngôi nhà, tùy theo cái vị trí. Ví dụ như thuê một căn villa chẳng hạn, villa nhỏ nhỏ thôi, thì có giá tầm khoảng 10 triệu. Còn một ngôi nhà nguyên căn ở trong những con hẻm ở thoải mái cũng có giá tầm 3 triệu rưỡi cho đến 6-7 triệu. Đấy. Và 35 triệu thì chúng ta cứ chia ra thôi, sống rất là thoải mái, thậm chí còn có tiền dư để mua bảo hiểm này, hoặc là để gửi tiết kiệm nữa. Thậm chí là chúng ta ở nghỉ dưỡng an hưởng tuổi già thôi quý vị ha, mà không cần phải làm gì cả. Bây giờ đó quý vị, cũng có rất là nhiều những cái người mà ngoại quốc đó, họ cũng vì thất nghiệp mà đang hưởng trợ cấp của nhà nước, họ đến Việt Nam để xin visa để ở lâu dài đấy, và họ cứ sống đây rồi đi du lịch thôi. Với một cái nguồn trợ cấp như vậy, họ cũng chả làm gì cả quý vị, cứ đi du lịch khắp Việt Nam, đến đâu ở đến đó, gọi là tây ba lô đâu quý vị ha. Nhưng mà họ cũng rất là sướng, rất là thoải mái. Bây giờ với 35 triệu thì mình tính sơ lược luôn quý vị ha. Chúng ta thuê một căn nhà với chi phí tầm khoảng 5 triệu thì còn 30. Rồi chúng ta ăn uống chi tiêu thoải mái luôn, hai vợ chồng tầm khoảng 10 triệu nữa thì còn 20. Và 20 đó thì chúng ta có thể để dành khám chữa bệnh và dùng những cái tiền ít khác, rồi còn dư để chúng ta gửi tiết kiệm nữa. Như vậy là chúng ta sống ở Việt Nam đấy, với một cái nguồn thu nhập như vậy, được gọi là mức sống trung lưu rồi quý vị. Không được gọi là thượng lưu, nhưng mà mức trung lưu thì phải nói rất là tuyệt vời rồi. Đó là mình mới nói một cái nguồn thu nhập
của một người thôi quý vị ha, một người là 1.500 đô. Nhưng mà nếu hai vợ chồng đều có lương hưu đấy thì cộng lại 3.000 đô. Ồ, 3.000 đô mà sống ở Việt Nam thì phải nói mức sống rất là cao rồi, thậm chí là đại gia luôn ấy chứ. Kính thưa quý vị, những cái điều mà mình tâm sự ở trên đó thì thật sự ra có rất là nhiều người biết được là như thế nào đâu quý vị ha. Nhưng mà không phải ai cũng biết, đặc biệt là những cái cô chú anh chị mà định cư lâu dài ở bên nước ngoài đó, thậm chí chưa một lần trở về Việt Nam kể từ cái ngày mà xa quê hương, và đến tuổi xế chiều thì cũng mong muốn trở về Việt Nam, trở về quê hương, trở về nơi sinh ra và chôn rau cắt rốn để mà định cư sống phần đời còn lại. Nhưng mà với một cái nguồn tài chính như trên thì nhiều cô chú, nhiều anh chị vẫn đang còn phân vân không biết cái mức sống ở Việt Nam như thế nào. Và đặc biệt á, thì có nhiều người mong muốn rằng trở về Việt Nam và đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng và thậm chí ở lâu dài ở đây. Và những cái điều mà mình chia sẻ ở trên á, tuy nó chưa có chi tiết, nó chưa có hoàn chỉnh, nhưng mà cũng giúp cho những ai đang còn phân vân đấy thì cũng có thể hình dung được và cũng có thể mạnh dạn để trở về Việt Nam. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cái địa phương của mình muốn sinh sống, muốn định cư và muốn nghỉ dưỡng, chứ không phải nhất thiết là Đà Lạt đâu quý vị ha. Với một cái nguồn tài chính như vậy thì chúng ta có thể nghỉ dưỡng ở bất cứ một cái địa phương nào hoặc là một cái thành phố nào ở trên đất nước Việt Nam mình. Nó cũng có cái mức sống na ná giống nhau thôi quý vị ha. Và tất nhiên rồi, Đà Lạt luôn là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất để chúng ta ở nghỉ dưỡng. Tại vì quý vị cũng đã biết rồi, cái khí hậu cũng như là môi trường ở Đà Lạt rất là trong lành, rất là mát mẻ đó quý vị ha. Và cái điều này thì thật sự rất là quý hiếm trong cái môi trường của thế giới hiện tại bây giờ đó quý vị. Tại vì hôm vừa rồi mình có coi thời sự đó thì cũng biết được rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thống kê thì có đến 99% dân số toàn thế giới hàng ngày phải hít thở cái bầu không khí ô nhiễm và độc hại. Vậy còn lại 1% là ở những đâu đó quý vị? Mình không biết ở những đâu, nhưng mà thật sự ra mình thấy có lẽ nếu như mà nói không quá thì Đà Lạt sẽ nằm trong 1% mà cái phần còn lại đó quý vị. Tất nhiên môi trường ở Đà Lạt không thể nào mà trong lành một cách tuyệt đối đâu quý vị ha. Nhưng mà so với phần còn lại thì môi trường ở Đà Lạt rất là tuyệt vời rồi. Đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn quan điểm của quý vị như thế nào thì cũng có thể chúng ta tâm sự với nhau ở dưới cái phần comment của cái video này đó quý vị ha. Kính thưa quý vị, cái video của mình có lẽ đến đây cũng xin phép được dừng lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành với mình trong những khoảng thời gian vừa qua. Kính chúc toàn thể quý vị, anh chị và các bạn được mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.